À, xin chào cộng đồng TBS Chúng ta hôm nay sẽ đọc cái cuốn sách đó là 7 cái thói quen của bạn trẻ thành đạt à, Vô cùng là tuyệt vời khi mà chúng ta đã đi qua được 6 cái thói quen rồi đúng không ạ? Thì thói quen thứ nhất đó là mình sẽ luôn chủ động Cái thói quen số 2 đó là mình nhắm trước đích đến Cái thói quen số 3 đó là ưu tiên việc cần ưu tiên Cái thói quen số 4 đó là tư duy cùng thắng thói quen thứ năm đó là lắng nghe để được lắng nghe thói quen số sáu đó là có tinh thần hợp tác và hôm nay chúng ta đi về cái thói quen số bảy cũng là cái thói quen uh, cuối cùng của trong chương sách ngày hôm nay ở à, trong quyển sách ngày hôm nay đó là mài lưỡi cưa thật bén có phải là chúng ta vẫn thường nói rằng là nếu như chúng ta đi chặt cây ở rừng chúng ta phải mài dìu đúng không ạ? Nhưng người nào mà chịu khó mài dìu thật sắc thì người đó sẽ chặt được nhiều cây. Và hôm nay sẽ cái thói quen dẫn số 7 này sẽ giúp chúng ta điều đó ha. Tổng thống Mỹ John Kennedy có nói rằng cái thời điểm tốt nhất để chống rột là lúc trời đang nóng tức là chúng ta phải có cái tính chủ động đúng không ạ rột thì khi nó mưa thì nó mới rột đúng không ạ nhưng chúng ta đã phải chống rột cái lúc trời nóng rồi tức là chúng ta phải là người luôn luôn à, dẫn đầu tức là luôn luôn là người mà à, chuẩn bị những cái thứ à, trước thì chúng ta sẽ hoàn thành được công việc tốt hơn có khi nào mà bạn cảm thấy mất thăng bằng, căng thẳng hay trống vắng không? Nếu có, bạn sẽ yêu thích cái thói quen số 7. Vì nó được thiết lập riêng để giúp bạn giải quyết các vấn đề này. Tại sao tôi lại nói là mài lưỡi cưa thật bén? Vâng, bạn hãy tưởng tượng rằng bạn đi dạo trong rừng và gặp một anh chàng đang cược này anh đang làm gì đó bạn hỏi tôi cưa cây anh ta đáp anh cưa lâu chưa bốn tiếng mà tôi cũng cưa được kha khá rồi đó chứ anh ta đáp và mồ hôi rơi chơi chả à, xem chừng cái cưa của anh cùn rồi sao anh không tạm nghỉ cưa để rũa nó lại không được chàng ngố ạ à. tôi đang bận cưa mà tất cả chúng ta đều biết ai mới thật sự là thằng ngố phải không bạn nếu anh chàng đó mà chịu bỏ ra khoảng 15 phút thôi để rũa lại cái cưa có khi anh ta đã cưa xong nhanh gấp 3 lần rồi có bao giờ bạn bận quá bạn bận lái xe quá mà không có thời gian đổ xăng không có bao giờ bạn sống quá bận nên không có giờ để đổi mới bản thân thì cái thói quen số 7 này sẽ giúp cho bản thân luôn nhạy bén để đối phó tốt hơn với cuộc đời. Nó thường xuyên làm mới và củng cố bốn phương diện quan trọng nhất của cuộc đời đó là cơ thể, trí óc, trái tim và tâm hồn của bạn. Thì xét về phương diện cơ thể đó là sức khỏe đấy ạ, đó là phương diện thể chất, chúng ta tập thể dục, ăn uống lành mạnh, ngủ đủ và thư giãn. Phương diện trí óc, đó là đọc sách, mở mang kiến thức, viết lách, học những kỹ năng mới, sáng tạo. À, phương diện trái tim, đó là phương diện cảm xúc, xây dựng mối quan hệ, giúp đỡ mọi người, cười đùa học cách yêu bản thân và kỹ năng số 4 đó là tâm hồn đó là thiền viết nhật ký cầu nguyện xem và đọc những nội dung lành mạnh thì trong chúng ta có ai mà cứ mãi miết mãi miết mãi miết đi kiếm tiền mà chúng ta không bao giờ chúng ta chậm lại một bước để chúng ta ngẫm lại để chúng ta xem lại xem là cuộc đời của mình cần những cái gì và chúng ta cứ chạy theo thời gian chạy theo công việc mà chúng ta quên mất rằng là là chúng ta không chăm sóc cái bản thân của chúng ta đúng không ạ chúng ta không nâng cao cái 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 tầm hiểu biết của chúng ta đúng không ạ thì cái thói quen số 7 hôm nay cho chúng ta được bốn cái phương diện này để chúng ta hoàn thiện bản thân hơn nữa ha vậy thì chúng ta hãy duy trì sự cân bằng như thế nào câu ngạn ngữ nổi tiếng của hy lạp cổ đại có nói không nên quá độ nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của sự cân bằng và luôn duy trì đều đặn bốn phương diện của cuộc đời mình có một số người bỏ ra thật nhiều thời gian để theo đuổi một hình thể hoàn hảo nhưng lại bỏ quên tâm trí của mình một số khác có một tâm hồn vô cùng mạnh mẽ nhưng lại để cho thân thể của mình tàn tạ hoặc quên xây dựng đời sống xã hội để leo tới đỉnh cao bạn cần nỗ lực giữ cân bằng trong cả bốn lĩnh vực trên <laughs> tại sao sự cân bằng lại quan trọng đến vậy đó là vì cách bạn thực hiện một phương diện của cuộc đời sẽ gây ảnh hưởng đến ba phương diện kia hãy nghĩ xem nếu một trong bốn chiếc bánh xe của bạn có vấn đề thì cả ba chiếc bánh còn lại cũng sẽ mòn theo bạn khó mà vui vẻ thân thiện được tức là cái trái tim của bạn khi mà bạn đang mệt mỏi muốn đứt hơi tức là khi cái cơ thể của bạn nó đang mệt mỏi thì cái trái tim của bạn rất là khó để mà vui vẻ đúng không ạ và với các phương diện kia cũng vậy khi bạn cảm thấy thoải mái dễ chịu trong lòng tức là cái tâm hồn của bạn thì bạn dễ dàng tập trung vào nghiên cứu sáng tạo học hành đó là cái trí óc và sẽ trở nên vui vẻ và thân thiện hơn với trái tim của mình đó thì hồi tôi còn đi học thì tôi nhớ là đã được nghiên cứu về các nghệ sĩ rất nổi tiếng nhà văn, nhạc sĩ vĩ đại như Mozart này, Van Gogh này, Beethoven này, Hemingway này. Nhiều người trong số họ dường như rối loạn về cảm xúc. Vì sao ạ? Bạn cũng đoán được giống tôi phải không? Đó là vì họ bị mất cân bằng. Dường như họ đã quá tập trung quá độ vào một vấn đề duy nhất như âm nhạc hay là nghệ thuật mà bỏ quên các phương diện cuộc đời còn lại và rồi đánh mất khả năng chịu đựng như một câu ngạn ngữ khác đó là sự cân bằng điều độ đó là tất cả hôm nay quyển sách này lại cho chúng ta thêm một kiến thức đó nữa không phải là nó mới mà nó rất quen thuộc khi chúng ta học về y học dinh dưỡng đó là sự cân bằng đúng không ạ vậy thì trong cuộc sống của chúng ta tất cả mọi người trong chúng ta đều mong muốn, đều mơ ước và đều hướng tới một cái cuộc sống đó là vui vẻ, hạnh phúc, giàu có, thành công, đúng không ạ? thì có một câu nói như thế này này, à, nhiều tiền à, chưa chắc đã hạnh phúc, nhưng nếu à, không có tiền thì rất là khó để hạnh phúc đúng không ạ vậy thì khi chúng ta có tiền thì chúng ta sẽ làm sao ạ chúng ta sẽ cảm thấy cuộc sống vui vẻ hơn bởi vì sao bởi vì tiền nó là phương tiện để giúp cho chúng ta có cuộc sống thi vị hơn vui vẻ hơn cuộc sống của chúng ta có những cái lúc không cần phải có tiền nhưng cũng làm cho chúng ta vui vẻ và hạnh phúc được đúng không ạ Thế nên là không cần phải nghĩ rằng là chúng ta phải có thật nhiều tiền thì lúc đó chúng ta mới hạnh phúc và không phải lúc nào chúng ta cũng nghĩ là chúng ta phải có thật nhiều tiền để chúng ta làm những điều lớn lao không cần đâu ạ chúng ta hãy làm những cái việc nhỏ nhặt hàng ngày ví dụ tạo cái cuộc sống vui vẻ trong cuộc sống gia đình như thế này này yêu quý bản thân chăm sóc bản thân này tập thể dục đều đặn này à, tạo mối những quan hệ thân thiện này Rèn uh, luyện tâm trí này đó là những cái việc nhỏ mà không cần phải có tiền mà chúng ta vẫn làm được ha thế nên là hôm nay chúng ta lại học thêm được một cách đó là cân bằng trong cuộc sống chúng ta hãy đi vào cái chăm sóc cơ thể như thế nào ha tôi ghét thời cấp 3 tôi cảm thấy lúng túng mất tự tin và không biết làm sao cho phải khi thân thể tôi bắt đầu chuyển biến theo mọi kiểu. Tôi nhớ hôm đầu tiên học lớp thể dục, tôi đã mua quần lót thể thao nhưng không phải, không làm sao mà để mặc được. Và tất cả mấy thằng tôi đều vô cùng bối rối khi nhìn thấy nhau trần như nhậu Chỉ biết đứng quanh vòi sen cười giúp rích trong tuổi dậy thì đấy ạ. Bước vào cái tuổi dậy thì thì giọng của bạn sẽ thay đổi. Các kích thích tố tăng cường hoạt động các đường cong và cơ bắp bắt đầu nảy nở. Xin chào mừng thân mới của bạn. Thân hình mới của bạn. Thật sự là tôi đang, cơ thể tôi đang thay đổi của bạn y như một cỗ máy diệu kỳ. Bạn có thể chăm sóc hoặc có thể lạm dụng nó. Cơ thể điều khiển nó hoặc nó có thể điều khiển bạn. Nói ngắn gọn, cơ thể của bạn là một công cụ và nếu bạn chăm sóc nó tốt, nó sẽ phục vụ bạn rất là tốt. Chúng ta thấy này thì uh, bây giờ á một số bạn là ví dụ là muốn một cái cơ thể đẹp đúng không ạ? Thế nhưng mà thực tế ra là không kỷ luật được bản thân. Nhìn những cái đồ ngon á những cái đồ thức ăn nhanh này, những cái đồ ngon, chúng ta không thể nào mà chúng ta có thể cưỡng lại được cái miệng. Tất nhiên là biết rằng việc ăn chúng ta ăn hàng ngày nó rất là là là, là làm chúng ta ngon miệng. Nhưng chúng ta phải biết làm sao chúng ta điều độ được chúng ta phải kiểm soát được cái lượng thức ăn cái lượng calo đó để cho cái cơ thể của chúng ta thứ nhất là nó không có sinh ra bệnh nhiều cái thứ hai là nó không có béo lên nó không có nhiều mỡ thì cái cơ thể của chúng ta sẽ không bị quá tải và chúng ta sẽ khỏe mạnh lên hàng ngày nếu như chúng ta biết chăm sóc bản thân chúng ta tốt thì cái cơ thể của chúng ta sẽ khỏe mạnh và khi cơ thể của chúng ta khỏe mạnh thì sao ạ thì trái tim chúng ta cũng khỏe mạnh và cảm xúc của chúng ta cũng sẽ khỏe mạnh bởi vì chúng ta cân bằng được tất cả bốn cái yếu tố trên có vô vàn cách để giữ cho cơ thể khỏe mạnh như ăn uống đủ chất này ngủ đủ giấc này giữ gìn vệ sinh cá nhân này đến phòng gym này nâng tạ này hoặc nếu bạn không có điều kiện thì vài lượt hít đất gập bụng trong phòng cũng hiệu quả rồi bạn cũng nên dành thời gian để thư giãn, đi dạo ngoài công viên, đi học nhảy, tập yoga, ngoài kia có cả trăm sự lựa chọn cho bạn. À, có một câu nói là ăn sao mà được vậy rất là đúng. Tôi không phải là một chuyên gia dinh dưỡng, nhưng tôi đã tìm ra hai nguyên tắc cần ghi nhớ. Nguyên tắc thứ nhất đó là hãy lắng nghe cơ thể bạn. Lưu ý cẩn thận đến tác dụng của các loại thực phẩm khác nhau đối với bạn. Từ đó xác định những gì nên và không nên ăn cho mình. Mỗi người có một phản ứng khác đối với thức ăn. Ví dụ, khi ăn một bữa no căng ngay trước khi đi ngủ, tôi sẽ rất khó chịu vào sáng hôm sau. Và khi ăn quá nhiều bánh rán, khoai tây rán hay bánh pizza, thì tôi sẽ bị đầy hơi. Đó là những thứ tôi không nên ăn. Mặt khác, tôi biết rằng ăn nhiều rau củ quả và uống nhiều nước sẽ giúp tôi thêm săn chắc. Đó là những thứ tôi nên ăn. Chúng ta học về dinh dưỡng, đúng không ạ? Chúng ta học về cái ăn uống lành mạnh thì chúng ta sẽ biết là chúng ta nên ăn cái gì và không nên ăn cái gì. Thì hãy lắng nghe cơ thể bạn. Khi cơ thể bạn mà nó đã dư thừa cân thì chúng ta giảm những cái thức ăn béo xuống thức ăn nhiều calo xuống nhưng khi chúng ta muốn tăng cân chúng ta muốn tăng cơ thì chúng ta tăng những cái phần thức ăn thực phẩm khác lên cái thói quen số 2 cái nguyên tắc số 2 đó là chúng ta ăn uống điều độ thói quen ăn uống vô độ là không tốt với không ít người trong chúng ta việc ăn uống điều độ hóa ra lại khó hơn cả ăn uống cực đoan, thế nên ta chuyển từ kiểu ăn uống cực đoan sang kiểu ăn uống cực đoan khác và hôm nay thì ăn toàn thức ăn rác, rồi lại chuyển sang ăn kham khổ như loại thỏ, thỉnh thoảng lại ăn một bữa thật ngon lành và no cứng bụng cũng không sao, miễn đừng biến nó thành việc thường xuyên tình trạng thừa cân ở vị thành niên đang ngày càng lan rộng và nó kéo đến rất là nhiều hậu quả về sức khỏe à, như béo phì chẳng hạn, à, hen xuyễn cao huyết áp nhưng bạn không cần phải đầu hàng trước nó bạn có thể nắm quyền kiểm soát bằng một cái chế độ ăn tốt cho sức khỏe và việc tập thể dục vừa phải hãy tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc các chuyên gia về sức khỏe đồng thời đọc thêm tài liệu về dinh dưỡng và luyện tập khi mới bắt đầu bạn hãy thử giảm 10% cân nặng của mình trong thời gian hợp lý và để ý xem việc đó làm mình thấy nhẹ nhõm ra sao đó thì nhìn vào cái hình như thế này này mọi người nhìn thấy này à, vỏ cây này mầm cây này đá quậy này nước suối này đây là không không ăn được cái mình không ăn được cái chế độ này bởi vì cái chế độ này cái chế độ thỏ hoang không ăn được thế nên khi mà chúng ta ăn á thì chúng ta sẽ ăn nhiều rau củ quả này cả nhà này nào này đây, hình dưới này ăn nhiều rau củ quả này à, rau này trái cây này và đạm Còn protein là đạm á đấy thì chúng ta ăn như thế này chúng ta có thể ăn nhưng mà cái cách mà người thụy điển mình dạy cái cách chế độ ăn uống á thì thứ nhất này chúng ta ăn nhiều rau củ quả đúng không ạ và đặc biệt đặc biệt là chúng ta hãy chọn rau củ quả theo mùa theo mùa là như thế nào theo mùa tức là mùa nào thức đấy cả nhà Ví dụ là mùa nhãn chúng ta ăn nhãn này, mùa vải chúng ta ăn vải. Chúng ta không tức là ưu tiên, tức là chúng ta sẽ ưu tiên những cái việc mà chúng ta ăn hoa quả theo mùa. Thì tại sao lại ăn hoa quả theo mùa? Ăn hoa quả theo mùa thì cái thứ nhất là được tươi sống này. Cái thứ, thứ hai là về cái chất bảo quản để phun thuốc trừ sâu nó không có nhiều. Và chúng ta sẽ ăn tiếp theo nữa đó là chúng ta sẽ ăn ăn những cái đạm nhưng mà chủ yếu là từ các loại cá, từ các loại cá, từ các loại hạt, hạt tức là đạm người ta gọi là đạm thực vật và cái chúng ta hạn chế đó là thịt, thịt đỏ, thịt động vật đó. Thế nhưng thực trạng hiện nay của người Việt Nam mọi người biết này, mọi người ăn quá nhiều thịt. Tại vì sao? Bởi vì sao? Bởi vì là cái những ngày cuối năm như thế này rồi ạ cỗ rất là nhiều cỗ cưới liên tục cỗ làm mà nào ma chay hiếu hỉ nhiều kinh khủng luôn và chúng ta về các vùng quê ở nông thôn có khi cả tháng trời chúng ta đi ăn cỗ triền miên thì ngày nào chúng ta cũng ăn thịt đó thế nên là tình trạng của việt nam bây giờ chúng ta ăn quá nhiều thịt so với các ăn uống của người bắc âu á, thì chúng ta đang đi ngược với cái chế độ ăn của người bắc âu À, nên rất là nguy hiểm đúng không ạ à, chúng ta sẽ đi điều câu chuyện đó là chúng ta hãy là người lắng nghe cái sức khỏe của mình lắng nghe cơ thể mình và cái cách ăn uống của mình sao cho phù hợp thì có những cách ăn uống rất là khoa học ví dụ như thế này ngoài đi học cách thứ nhất này à, chúng ta là kỵ, tức là chúng ta chọn những cái thực phẩm mà nó kỵ nhau Thì chúng ta không nên ăn Đôi khi là chúng ta cũng phải nên để cơ thể rỗng Cơ thể rỗng tức là để cho cơ thể nó đói Để cho chúng ta tập trung hơn, thông minh hơn và sáng tạo hơn Forrest Gump là một trong những phim mà tôi thích nhất đó là câu chuyện về một chàng trai trẻ ngờ nghệch nhưng tốt bụng ở bang Alabama đã vượt qua mọi vấp ngã để thành công. Ở một đoạn trong phim, Forrest tuyệt vọng và bối rối khi nghĩ về cuộc đời của mình. Thế rồi anh ta bắt đầu chạy, tiếp tục chạy mãi. Thì sau khi mà chạy tới chạy lui từ bãi biển này sang bãi biển nọ, Forrest cảm thấy khá hơn và cuối cùng đã chọn được cách sống cho mình. Tất cả chúng ta đều có những cái lúc thất vọng, bối rối, nản lòng. Trong những cái lúc như thế, có lẽ tốt nhất chúng ta nên làm như forex, như tập thể dục. Ngoài việc có lợi cho tim và phổi, tập thể dục là một phương pháp tuyệt diệu để tạo ra năng lượng, giảm căng thẳng và giúp cho tâm trí mình mênh mẫn. Tập thể dục có dễ không ạ? Rất là dễ, không khó. Nhưng việc duy trì thể dục không phải là ai cũng làm được. Ngày hôm nay ta cảm thấy, ôi, ta có nhiều năng lượng, ta tập rất là 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 hăng say. Mai ta lại bỏ quên, đâu vào đó. Thì cái việc tập thể dục của chúng ta nó sẽ không được đều đoạn thường xuyên và nó không có tạo ra năng lượng thường xuyên đâu ạ. Và cách mà chúng ta tập thể dục đó là chúng ta không phải cố tập theo một cái cái trào lưu nào đó hay là cái hot trend nào đó mà cái cách chúng ta tập thể dục là chúng ta tập theo cái khả năng cơ thể của mình. Và mọi sự vận động đều có ý nghĩa riêng của nó nên là chúng ta nên tập thể dục ha, tập thể dục sẽ giúp cho cái cơ thể của chúng ta hấp thu dinh dưỡng tốt hơn, nhiều năng lượng hơn và đầu óc minh mẫn hơn, sáng tạo hơn. Đó. thì có nhiều cách để chúng ta tập thể dục nhiều bạn trẻ thì thích các môn thể thao số khác lại thích chạy này đi bộ này đạp xe này trượt băng khiêu vũ tập thể dục nhịp điệu hay cử tạ chẳng hạn số khác thì chỉ đơn giản là đến những nơi thoáng đãng để thư giãn thôi để đạt được hiệu quả cao nhất thì chúng ta nên tập luyện mỗi ngày từ 20 đến 30 phút và ít nhất 3 lần một tuần. Ờ... À chúng ta sẽ có thêm một kiến thức nữa nè tức là từ phút số một đến phút số hai mươi là chúng ta chỉ tập cho cái cơ thể của chúng ta nó khỏe thôi bắt đầu từ số hai mươi trở đi thì cơ thể của chúng ta mới đốt năng lượng vậy thì khi mà các bạn muốn giảm cân á thì chúng ta phải tập bắt đầu qua cái số phút số hai mươi và bắt đầu qua số phút số hai mươi À, đến hai tiếng quay trở lại thì thì cái thời gian mà chúng ta đốt năng lượng nó mới hiệu quả còn các bạn tập dưới à, 20 phút thì nó chỉ làm cho cơ thể của chúng ta sảng khoái và khỏe mạnh thôi nếu muốn đốt năng lượng chúng ta phải bắt đầu tập thêm và bắt đầu từ phút số 21 trở đi đó là kiến thức ngoài được học ha tốt gỗ hơn tốt nước sơn này bạn hãy cẩn thận bạn không nên quá bị ám ảnh về vấn đề ngoại hình khi quan tâm chăm sóc cơ thể như bạn đã nhận thấy này xã hội chúng ta đang trở nên dối vì cái đẹp bất cứ bạn nhìn trên biển quảng cáo của tiệm nào liếc qua những hình ảnh đẹp đẽ trên bìa các tạp chí thì sẽ hiểu điều tôi đang nói chính vì chúng mà bạn cảm thấy bạn chưa hoàn hảo phải không nào mọi người thấy bây giờ đang có một cái phong trào đó là dân vũ đúng không ạ hoài thấy là các hàng xóm này về các nông thôn này các bản này mọi người đang có một phong trào rất là hay đó là dân vũ khi chúng ta đi tập thể dục đi khiêu vũ của tập thể ấy, thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ duy trì được cái thời gian lâu hơn đúng không ạ đó khi còn là một thằng nhóc thì tôi rất là mắc cỡ và đôi má phúng phính của mình ba tôi kể rằng lúc tôi mới sinh ra đôi má của tôi bầu bĩnh đến mức các bác sĩ không biết đâu là đầu và đâu là mông để phát là một cái tôi nhớ rõ có một lần là cô gái gần nhà tôi chế nhạo đôi má của tôi anh david của tôi đã cố bảo vệ tôi một cách dũng cảm khi tuyên bố chúng là do cơ bắp tôi tạo thành đúng là gậy ông đập là vào lưng ông và từ đó là tôi có cái biệt danh đó là mặt thịt chúng ta ai có cái biệt danh gì không ạ nếu khi chúng ta béo quá ví dụ là gọi là à, mũ mĩm chẳng hạn thì đôi khi nó là một cái sự hài hước hóm hỉnh nhưng chúng ta cũng cần phải xem xét lại là xem là cơ thể của mình nó đã được thon gọn hay chưa ha thì năm lớp 8 rồi tôi bắt ta tôi là bắt đầu gửi theo tôi một chuyến du hành dài vất vả, à, đó là đi bộ và bỏ đói để giúp tôi săn chắc hơn là một kết quả bất ngờ là đôi má của tôi đã biến mất. Đó là có một cái chương trình thể dục thì tự nhiên bạn ấy sẽ giảm cân. À, trước khi mà bạn so sánh bản thân với những nam nữ người mẫu trên bìa của tờ báo tạp chí và thấy chán ghét mọi thứ đang có ở trên cái cơ thể của mình á thì hãy nhớ rằng có hàng ngàn bạn trẻ khỏe mạnh và hạnh phúc mà không cần phải có đôi má cao đôi môi mọng hay những kiểu bím tóc chĩa lung tung có vô số ca sĩ người dẫn chương trình vũ công vận động viên nghệ sĩ với đủ kiểu hình không hoàn hảo bạn không cần phải bơm ngực mới cảm thấy hạnh phúc à, nếu bạn không có vẻ đẹp hay kiểu hình mà xã hội của chúng ta đang cho là lý tưởng thì chẳng sao cả những gì phổ biến hôm nay sẽ trở thành lạc hậu vào ngày mai điều quan trọng là bạn cảm thấy tốt về thể chất đó bạn phải thay đổi về cách nhận thức vấn đề không phải là trọng lượng vấn đề căn bản đó là bạn phải chăm sóc bản thân của mình hàng ngày tức là sao ạ tức là mình là người sẽ hiểu cơ thể của mình như thế nào lắng nghe cơ thể của mình để rèn giũa cơ thể mình chứ mình không chạy theo những cái vẻ đẹp ở bên ngoài bởi vì sao đấy là mình đang hướng về bên ngoài chạy theo mãi làm sao mà chạy theo được cái cơ bản là bản thân mình mình phải hiểu mình như thế nào để mình bắt đầu rèn luyện ha Ờ, ngoài ra bạn biết không những gì bạn nhìn thấy trên các tờ bìa tạp chí là giả tạo chúng gọi là hình tượng thì đúng hơn bởi là chúng ta đã được chỉnh sửa không ít để người cơ bắp trông còn cơ bắp hơn người thon thả sẵn trông còn thon thả hơn thực tế là những người nổi tiếng như, như chúng tôi đây đôi khi họ cũng bị mụn này tóc thì bị xù này bụng thì bị phệ ra điểm khác biệt duy nhất là họ có cả một đội ngũ chỉnh sửa. <laughs> b Wan luôn chỉ trích việc tạp chí và các nhãn hiệu thời trang cứ cố tình bóp méo nhưng đường cong tự nhiên của cô ấy để tạo hình tượng mình đây. Dù họ thừa biết điều đó sẽ khiến các fan của Bi Wan có kỳ vọng sai lệch về cái đẹp. Đẹp thì chúng ta hãy nhớ này, à, chúng ta hay đẹp từ bên trong tức là khi chúng ta đẹp về bên trong, chúng ta khỏe về bên trong thì nó sẽ toát ra ở bên ngoài. Có một câu nói rằng là tâm thì sẽ sinh tướng, đúng không ạ? thì khi mà cái cơ thể của chúng ta đẹp ở bên trong thì cái cơ thể của chúng ta sẽ khỏe và đẹp ở bên ngoài. thế nên là khi mà à, có rất là nhiều những cái dịch vụ làm đẹp này, mọi người thấy này, bơm 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 ngực này, bơm silicone này nhưng mà nó là chỉ là đồ giả thôi nâng mũi này à, sửa mày này à, xăm môi này đó là đẹp nhưng mà đẹp đấy thực sự nó chỉ là đẹp vẻ bên ngoài trong cái à, phương pháp học của mình người chị điển mình có dạy đó là mình phải đẹp đó là đẹp từ hình thể bên trong ha đẹp từ trái tim đẹp từ lòng nhân hậu đẹp từ tình yêu thương thì nó sẽ toát ra cái 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 bên ngoài của chúng ta sẽ đẹp à, đó là chúng ta sẽ biết cách để chăm sóc thân thể của mình tôi có thể là ngưng bất cứ khi nào mà tôi muốn có nhiều cách để chăm sóc cơ thể của bạn à, nhưng cũng có nhiều cách để hủy hoại nó Việc sử dụng các chất gây nghiện như rượu, ma túy, thuốc lá là cách tự hủy hoại vô cùng là hữu hiệu. Ví dụ, rượu gắn liền với một trong ba nguyên nhân hàng đầu dẫn đến cái chết của các bạn trẻ. Đó là tai nạn giao thông, tự tử và giết người. Hút thuốc có thể có ảnh hưởng đến mắt, làm da bạn bị lão hóa, làm vàng răng, gây khó thở, viêm sang nếu và gây ra bệnh ung thư thực sự chẳng có lý do gì để bạn hút thuốc cả bạn có thể cãi là béo phì thì bạn có thể cãi là phì phèo điếu thuốc giúp bạn trông ngầu hơn nhưng thực tế thì cơ quan sức khỏe cộng đồng của Matt đã công bố rằng đã có một nghiên cứu cho thấy mỗi 8 trên 10 bạn nam 7 trên 10 bạn nữ được phỏng vấn đều cho biết mình không muốn hẹn hò với cái người hút thuốc hút thuốc mồm thối lắm vậy nên nếu bạn đang hút thuốc thì có lẽ bạn nên tập coi điếu thuốc là người yêu đi bởi có lẽ bạn sẽ ế dài dài chắc trong chúng ta là có ai có chồng hút thuốc không ạ phụ nữ mình thì không hút thuốc rồi trời ơi hút thuốc thì khai kinh khủng Thế nên là khi mà đọc được cái chương sách này thì chúng ta à, hãy bản thân phụ nữ chúng ta và hãy làm đẹp lên và phải có giá trị. Thì khi mà mình có giá trị thì mình có thể làm sao ạ? Điều khiển được các ông chồng ha. Đó, thế nên là việc cai thuốc cho các ông chồng không khó đâu ạ. Dễ lắm. <laughs> Hiệp hội Phổi Hoa Kỳ cho biết năm công ty thuốc lá hàng đầu cả nước chi đến 34 tỷ đô la mỗi ngày cho quảng cáo họ thực sự nghiêm túc với việc hút tiền của bạn. Nếu mỗi ngày bạn mua một bao thuốc lá, cả năm bạn sẽ tốn ít nhất 2.500 đô la. Ngần đó tiền mua được bao nhiêu những cái thứ khác. Các công ty thuốc lá đặc biệt chú ý đến đối tượng tuổi tin. Như thể họ nghĩ các bạn dễ bị dụ làm ấy. Đừng để họ thành công với việc đó. Trong cái bao thuốc lá của chúng ta, ghi rất là to. Hút thuốc lá có thể dẫn đến ung thư phổi Và có một cái biểu tượng của một cái anh DNC. Sau đó là nhìn gầy nhom. Nhìn thì như thế, kinh thì như thế. Thế nhưng mà các anh chàng của chúng ta vẫn cứ bảo. Ôi chả sao đâu. Cứ hút đi, nó chết chắc biết. À, mặc dù không quảng cáo về vấn đề thuốc đâu. Vẫn bán rất là nhiều. Nhưng tại vì sao? Bởi vì thuốc lá đem về cái vấn đề thuế cho nhà nước rất là nhiều nên là chúng ta không thể nào mà chúng ta bỏ được đúng không ạ? Chỉ có chúng ta tự là người ý thức cái bản thân cái sức khỏe của chúng ta để bỏ thôi. Có một câu chuyện về hút thuốc lá như này ha cả nhà nhé. Dưới đây là câu chuyện về một bạn trẻ đã vượt qua chứng nghiện của mình. Lần đầu tiên tôi biết uống rượu và hút thuốc lá là năm tôi 14 tuổi tôi thậm chí không biết ma túy là gì tôi cũng không để ý mọi người chỉ bảo tôi là chúng rất là có hại nhưng bạn tôi bảo này nè thử cái xem tuyệt lắm thế là tôi thử khi mà bắt đầu tôi chỉ muốn cảm thấy dễ chịu về sau không còn là áp lực của bạn bè nữa mà chính là từ bản thân tôi tôi sử dụng ma túy và uống rượu ngày càng nhiều về việc học hành bắt đầu xa suốt quan hệ bạn bè thì cũng tệ đi. Tôi dần dần xa lánh gia đình, thái độ của tôi đối với mọi sự thay đổi ngày càng tiêu cực. Tôi cũng bắt đầu ít tới thăm bạn gái của mình hơn. Ngay sau khi bắt đầu uống và hút, tôi cũng đã nhận thấy một vài vấn đề về sức khỏe. Đó là lúc nào tôi cũng cảm thấy mệt. Tôi sụt cân rất là nhiều, khoảng 15 kg trong vòng 2 tháng và tôi trở nên nóng nảy và cáu gắt. Khoảng một tháng sau lần sinh nhật lần thứ 17 của tôi, tôi bị bắt gặp hút ma túy trong trường. Họ đuổi học tôi một tuần và tôi biết lúc này mình cần phải chấn chỉnh lại bản thân. Vì vậy tôi cố gắng ngưng hút nhưng không được. Cũng tương tự như khi bạn hút thuốc lá, bạn có thể vứt một điếu và nói sẽ bỏ hút. Nhưng thật sự rất khó để cai rất hẳn Thế là tôi không chơi bời với cái đám bạn xấu kia nữa và tới dự các cuộc họp tại trung tâm cai nghiện. Ở đó tôi tìm được người giúp đỡ, sau đó là tôi cai nghiện hẳn. Cuộc đời tươi sáng trở lại. Tôi học hành đàng hoàng và tiến bộ. Gia đình trở nên gần gũ với tôi hơn bao giờ hết. Tôi đối xử tốt với mọi người, ngay cả khi họ không đối xử tốt với tôi. Tôi đã hoàn toàn thay đổi nghĩ đến chuyện vào đại học và thực hiện những điều mà trước đây tôi không hề nghĩ tới. Đó là cái câu chuyện mà một cái bạn bạn ấy cai thuốc. Đó là bạn ấy nhìn thấy cái nỗi đau của mình. Có ai trong chúng ta là sẽ cảm thấy là mình cần phải thay đổi khi mà mình nhìn vào cái nỗi đau của mình không ạ? Đó là toàn bộ cái chương sách ngày hôm nay chúng ta được học. Đó làm sao ạ? chúng ta phải tự làm mới bản thân của chúng ta chúng ta phải tự chăm sóc bản thân của chúng ta thôi ạ và cách chăm sóc tốt nhất là chúng ta luôn luôn chúng ta chủ động là người chăm sóc chính sách ngày hôm nay có hai ông cả nhà thì cũng áp dụng vào trong cái công việc của chúng ta khi mà chúng ta muốn là một leader giỏi thì chúng ta phải là người luôn luôn chủ động học hỏi họ để mà thay mới bản thân và chúng ta phải luôn luôn giữ cái sức khỏe của mình khi mà chúng ta có sức khỏe thì chúng ta sẽ làm được mọi điều chúng ta mong muốn và hôm qua có một uh, cái uh, cái cô này thì hoài đã tuyển dụng rồi nhưng mà cô không làm nhưng mà hoài biết là cô đang bị mắc ung thư ngày nào cô cũng lên facebook than thân trách phận là um, cuộc đời tôi nó khổ nọ kia thì hoài có gọi điện cho cô đấy là không phải nó khuya rồi mai cô dậy sớm cô liên lạc với con con sẽ coi cho cô những cái cách hít thở những cái bài tập để cô lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống để cô bớt bớt đau đi tức là bây giờ ung thư thì <laughs> đang trong giai đoạn cuối thì phải nó bớt đau rồi đấy cả nhà à nó đau nhiều nên là người ta không chịu nổi thế nên, nên là mình sẽ giúp đỡ với kiểu không phải chia sẻ dinh dưỡng mà là cho kiến thức và cho giá trị thật sự với những cái kiến thức mình đang có ví dụ như thể là ăn uống hàng ngày chẳng hạn thay đổi cái thói quen chẳng hạn này <laughs> tập yoga chẳng hạn này tập thiền này này. giúp người ta tập thiền giúp người ta thay đổi những cái tư duy về cái trí óc ở bên trong của người ta thì đương nhiên là mình sẽ thay đổi được là cái thói quen người ta thì người ta sẽ 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 cảm thấy cuộc sống nó sẽ nhẹ nhàng hơn cảm ơn cả nhà